Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2019. Cơ sở chúng em cập nhật về rất là nhiều loại lan mới và những loại lan đang có nụ rất là nhiều luôn ạ. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn. Em sẽ nhận các đơn hàng của các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn nhé. Các bạn có thể nhắn tin đơn hàng và địa chỉ, tên và địa chỉ luôn nhé các bạn. Hoặc là gọi trực tiếp vào số điện thoại của em. Ở trên Zalo thì chúng em công việc cũng bận rộn nên là chúng em không tiếp nhận được các đơn hàng trên Zalo nhé. Nên là các bạn vui lòng cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của em. Em thì chuyên về hàng rừng Việt Nam chúng ta và hàng rừng Lào. Thỉnh thoảng thì có cả hàng của Thái Lan, thì hàng châu bắc trụ, nhưng mà mấy bữa nay thì khan hàng nên chưa có. Vâng, em đi vào giới thiệu những mặt hàng mà phiên hôm nay em có luôn cho các bạn. Hôm nay có hoàng thảo xoắn này, kiều hồng này, kiếm đỏ Cao Bằng này, hoa đỏ rực này, cần hoa to. Có hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì hôm qua thì hàng về sớm nên em cũng vặt sạch lã cho các bạn rồi. Có hoàng thảo thập hoa này. Hôm nay có văn đa hương chanh, hoa rất là thơm luôn. Mặt hàng rất là hot cho các bạn. Và có cả châu rừng nhớ các bạn. Châu rừng thì em có hàng kg, hàng giống cho các bạn. Có đùi gà tròn, đùi gà dẹt đang nụ và kim điệp nhựa đang nụ nhớ các bạn. Đó, bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn những cái mặt hàng mà ngày hôm nay em cập nhật. Sáng hôm nay hiện tại đang là 9 giờ 15 rồi. Đây là hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn có giá là 250.000 một cân ạ. Hoàng thảo xoắn thì hoa rất là đẹp luôn. Mà dòng này cũng không có nhiều ở trên thị trường. Đấy, hoàng thảo xoắn chúng em thì bây giờ đang chuẩn bị đi vào mùa ra nụ nhé các bạn. Ở đây hàng kg thì ở đây thì có giá là 250.000 một cân ạ. Còn các bạn mà thích lấy hàng dề thì ở đây em có những cái dề rất là to luôn, như dề này vào 4,5 cân thì đấy, như các bạn mà lấy thì em để giá cho các bạn là 280.000 loại hàng dề nhé các bạn nhé. Hàng dề có rất nhiều luôn đấy, các bạn thích dề to cỡ nào thì để chúng em ra cân cho các bạn theo hàng dề, theo giá hàng dề là 280.000 nhé. Đấy, có những dề rất to luôn. Hiện tại ở đây em có một dề này, dề kia là 4,5 cân này, dề này chắc phải hơn 2 cân, gần 3 cân này. Đây, dề này cũng tầm 1,5 cân này, 3 dề rồi này. Đấy, ui trời, 4 dề, dề này chắc tầm trên 3 cân này, 4 dề này, rất là nhiều lá luôn các bạn. Đó, 5 dề. Đấy, hoàng thảo xoắn thì em có tất cả là 5 dề thôi các bạn ạ. Đó, như dề này thì nó xuống lá, cây con đang lên nhá. Đấy, đó, hàng dề thì có chừng này đây. Còn hàng kg bên kia rồi. Còn ở đây là kiều hồng. Kiều hồng thân ngắn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn hàng dề rất là đẹp luôn. Kiều hồng có giá là 280.000 một cân nhé các bạn. Đấy, kiều hồng hay kiều tím ấy. Đấy, lá dày. Đó, thân rất là đẹp luôn này. Đó, còn ở đây là kiếm đỏ. Kiếm đỏ có giá là 70.000 một bó nhé các bạn. Kiếm đỏ Cao Bằng, cần hoa thì so màu đỏ rực rất là đẹp, mà cần hoa rất là cao. Đấy, rất là đẹp. Dòng hoa này thì cần của nó hướng thiên nên là nhìn nó rất là đẹp, một cái hướng đi lên. Đó, 70.000 một bó. Và ở đây em có một dề ở đây. Dề này có gần 5 cân luôn các bạn ạ. Nhưng mà chủ yếu nó là gốc. Dề này thì bác nào lấy em để giá cho các bạn là 400.000 nhé các bạn. Đấy, hơn 4 cân luôn. Em để giá cho các bạn là 400.000 thôi. Nếu mà bạn nào lấy dề này chúng ta để lên trên chậu to rất đẹp luôn. Còn ở đây là châu rừng. Đấy,
Hàng trâu rừng thì mùa này rất là lợi kg các bạn ạ, tại vì mùa này thì nó đang xuống lá. Đấy, những cái nụ hoa này thì sang năm chắc chắn là hoa sẽ nở chuẩn đúng Tết luôn. Cây rất to nhé các bạn nhé. Dòng này thì chỉ chừng khoảng có cả cây to, cây nhỏ. Đấy. Các bác thích lấy cây to, lấy cây to, lấy cây nhỏ nhé. Cây nhỏ thì chắc chừng khoảng 12 cây một cân. Còn cây to này chắc chỉ chừng 3 cây là một cân rồi. Mà cây to có ít thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Có giá là 550.000 một cân ạ. Đấy, mùa này thì rất thích hợp để ghép trâu. Đây là những cây nhỏ đây. Như bó này đây thì nó rơi vào độ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây này. 8 cây này thì chắc chắn là nó có tầm 7 đến 8 lạng rồi. Đó, 550.000 một cân. Cây to thì em thấy có 2 bó thôi các bạn. Đấy. Hàng rừng thì lá nó bị nhăn nheo. Và cây to thì nó có vỡ lá đôi chút nhé các bạn nhé. Như cây này nó có vỡ lá này. Đấy, 550.000 một cân thôi. Cả to lớn nhỏ đều có giá chung nhau hết. Đấy, chủ yếu toàn cây nhỏ thôi. Đó. Những cây nhỏ thì lá nó đẹp hơn, không bị vỡ lá nhiều. Đó. Hàng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Hôm nay chỉ có được 25 cân ở thùng này. Và ở đây em có cái kiều vàng. Kiều vàng này hàng này là hàng giống rồi các bạn ạ. Hàng này thì hàng sống kỳ luôn. Phải nói là thế. Em để giá cho các bạn là 60.000 một cân thôi. Đấy. Bạn nào lấy thì 60.000 một cân thôi. Hàng rất là xấu nhá các bạn nhá. Chứ không phải ấy, nhưng mà chúng ta lấy về ghép. Đấy, toàn cây nhỏ nhé các bạn. Đấy, cây nhỏ cây rời. Đó. Còn ở đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu là có giá là 180.000 một cân ạ. Đó, ngọc thạch ba màu nhé các bạn. Hôm nay về được chừng khoảng 7 cân như này, 7-8 cân. Còn đây là hoàng thảo vôi bắc. Hoàng thảo vôi bắc có giá là 260.000 nhé các bạn ạ. Đấy, hoàng thảo vôi bắc. Và đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì em đã vặt hết lá để gửi đi cho các bạn thì chúng rất là lợi cân luôn. Hạc vĩ bắc có giá là 260.000 một cân nhé. Đó. Hàng rất là đều luôn. Cái này lấn thân ý thảo. Đó. Đấy, còn một số lá thì em vẫn chưa còn vặt được hết. Đấy. Cái hạc vĩ bắc thì thân nó to hơn và thân nó mập mạp hơn cái hạc vĩ lào. Và nó cũng rất là dễ thuần cái dòng này. Ai ai cũng thuần được mà vùng miền nào cũng thuần được mà rất dễ cho hoa. Và còn đây là thập hoa. Thập hoa cơ sở chúng em đây. Thập hoa thì mùa này thì cũng đang bắt đầu chuẩn bị ra mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy. Cái hạc vĩ bắc cũng đang nụ. Đấy, như hạc vĩ bắc đây thì nó cũng đang ra nụ rất là nhiều rồi các bạn ạ. Như đây. Đấy, như thân này chưa ra nụ này. Rất nhiều thân đang ra nụ luôn các bạn ạ. Về hạc vĩ bắc. Đấy. Mùa này thì mùa ghép rất là thích hợp luôn. Còn đây là cái thập hoa thì thập hoa có giá là 150.000 một cân ạ. Thập hoa hàng rất là đẹp luôn. Đó. Thập hoa nhà chúng em đây. Toàn hàng dề cũng rất là nhiều luôn ạ. Đó. Cứ phải dề 2-3 lạng trở lên. Rất ít thân lẻ thôi các bạn. Những hàng lẻ thì em bù cho các bạn làm sao cho nó đủ cái số lượng mà các bạn lấy. Đó. Còn gửi đi cho các bạn là khách hàng là cũng sẽ có hàng dề để cho các bạn chơi rồi. Để cho dễ ghép. Đó. 150.000 cân thôi. Còn đây là đuôi chồn hàng giống. Hôm nay thanh lý cho các bạn là 140.000 một cân nhá. Còn chừng khoảng 5 cân này. Đấy, bác nào lấy cho vào vườn này. Còn ở đây cũng mặt hàng là 150.000 một cân. Đây là Vanda hương chanh. Hoa thì cực kỳ thơm các bạn nhé. Dòng này chỉ cần 1-2 nhánh hoa nó nở vườn thôi là cực kỳ thơm luôn. Đấy, Vanda hương chanh thì bây giờ đang nụ. Đấy, những cây nhỏ nhỏ đang nụ này.
Đấy, cây là hai vòi nụ đây. Có những cây thì bây giờ nó chưa ra nụ nên là nó sẽ ra sau một chút. Đấy. Nhưng mà bây giờ đang nhú nụ ở trong các bẹ lá rất là nhiều rồi nhá các bạn nhé. Dòng này thì hoa rất thơm luôn. 150.000 một cân thôi, Vanda Hương Chanh. Đó. Có cả lá xếp, lá lướt lấn lộn nhá. Và còn đây em có một dề Vanda Hương Chanh này. Dề này thì nó bị gãy mất hai ngọn nhé các bạn nhé. Đây, một ngọn gãy này. Và ngọn to nhất đây cũng gãy này. Nhưng mà muốn nụ hoa còn rất nhiều nhé. Đây, nụ hoa chi chít luôn này. Đấy, cây nào cũng đang nụ hoa hết này. Dề này. Đấy, dề này bạn nào lấy em để giá cho là 180.000 nhá. Đấy, có một dề duy nhất thôi. Đó, 180.000. Dề này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn. 8 ngọn này có 2 ngọn gãy nhé các bạn. Đấy. Thì còn 6 ngọn còn lành lặn. Cái ngọn gãy thì nó dòng này nó đẻ con rất là nhanh. Những ngọn gãy này thường thường nó đẻ cho 2 3 con liền. Đấy. 8 ngọn. 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? 8 ngọn các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn đây là trúc mành. Trúc mành hàng rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đấy. U rất to. Và đỏ ửng này. Có lác đác một vài thân nó hơi vàng vàng là nó ở trong râm. Mà cũng rất to luôn này các bạn này. Đấy. Những cái u của nó rất là to. Hạt cực kỳ to luôn. Hoa trúc mành thì rất là sặc sỡ rồi. Có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. 250.000 một cân trúc mành ạ. Bạn có thể lấy nếu mà chơi giò nhỏ thì tầm khoảng nửa cân là một giò cũng là cũng tương đối đẹp rồi. Hoa nó nở rất là sai. Đó. Còn đây là cái đuôi chuột. Đuôi chuột thì về được có chừng khoảng 2 cân. Đuôi chuột có giá 150.000 một cân ạ. Dòng này thì chơi thân lá rất là đẹp mà hoa thì cần hoa lại dài mà cho màu đốm tím các bạn ạ. Hoa rất là sặc sỡ, hoa to mà cần dài. Còn đây kim điệp xuân. Kim điệp xuân có giá là 250.000 ạ. Đấy, hàng hôm nay rất là ưng ý luôn. Đó. Hàng hôm nay thì cũng đôi chút là hơi rời tí nhưng mà thân to đẹp. Hàng này ạ. Đó, 150.000 một cân ạ. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 ạ. Đó. Hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị lên nụ nhé các bạn. Mùa này thì các dòng hoàng thảo thì nhiều dòng nở xuân. Hầu như ở đây đều tất cả những dòng này đều là nở xuân. Và còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng có giá là 150.000 một cân. Đấy. Bây giờ đang lên mầm nhé các bạn nhé. Mùa ghép rất là thích hợp luôn. Những cái mầm này nó chưa ra rễ nên là cái mùa ghép là mùa này là rất là thích hợp cho nó. Đấy. Và còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa loại to đẹp. Bây giờ đang nụ nhớ các bạn nhé. Kim điệp nhựa này. Bây giờ cây đang bắt đầu ra nụ rất là nhiều rồi. Có những cây nào chưa ra nụ thì về nó sẽ ra nụ sau nhé các bạn. Đấy, như cây này là nó chưa ra nụ này. Thì về nó sẽ đâm nụ sau. Đó. Kim điệp nhựa loại to đẹp có giá là 250.000 một cân nhé các bạn. Đó. Đấy, đang nụ này, lác đác đang có những cây đang nụ rất là nhiều. Kim điệp nhựa hay còn gọi kim điệp thơm. Loài hoa này cho mùi hương rất là thơm luôn các bạn ạ. Còn ở bên này đây thì có cái hàng giống hàng nhỏ thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn. Kim điệp nhựa nhá. Đấy. Hàng cây nhỏ nó cũng là hàng thành dề thành khóm thôi. Đấy, nhưng mà nó là khóm nhỏ, đấy. Có cả những khóm nó nhỏ cỡ này. Và cũng sẽ lác đác một vài thân rời. Nhưng mà thân rời gần như là không có luôn. Như ở đây các bạn ấy nhặt ra em chưa thấy có thân rời này. Những cây nhỏ nhỏ cũng đang cho nụ hoa hết nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, nhỏ li ti như này mà cho nụ hoa này nó rất là xinh luôn. Chẳng qua là cái này nó cây nó hơi nhỏ nên là chúng ta sẽ lười ghép hơn đúng không? Có giá là 180.000 thôi. Còn ở đây là đùi gà tròn, đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt bây giờ đang nụ nhé các bạn. Đây đang sưng nụ này. Đấy.
Đấy, mắt nào cũng đang nụ này, rất là đẹp luôn. Dòng này chúng ta phải lấy luôn trong những ngày gần đây thôi, chứ còn lấy sau nữa thì nụ nó ra dài quá thì nó sẽ bị gãy hết nụ các bạn ạ. Tại vì những cái nụ rất là mỏng manh. Đấy. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 một cân nhá. Đấy, cây vàng óng, rất là khỏe khoắn luôn. Đó. 180.000 một cân ạ. Đấy, có những thân này ngắn ngắn nhỏ nhỏ cũng đang nụ rất là dài rồi đây. Đấy, nếu mà chúng ta mà vận chuyển mà nó mà muộn hơn một chút nữa thì những cái nụ nó rất là dễ gãy, nên là sẽ được không xem hoa trong mùa này. Nên là chúng ta nên mua sớm để được xem hoa luôn. Đấy, 180.000 một cân ạ. Và ở đây em có một dề. Đấy, dề này rất là đẹp luôn các bạn. Đây này, đấy. Dề này 300.000 nhé các bạn. Đó, dề này có giá là 300.000 ạ. Đùi gà dẹt. Đó, có nguyên một dề này đó. Là to đẹp nhất thì em để ra riêng để cho bạn nào thích hàng dề thì lấy hàng dề này. Còn ở đây thì hàng kg nó vẫn là hàng dề rất là nhiều luôn các bạn. Những khóm, những dề cỡ này là rất là nhiều. Đấy, thân nào cũng gần như là đang nụ hết này các bạn. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn, thân vàng óng đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. 230.000 một cân ạ. Đó. Đấy, thân ngắn ngắn đều đều, rất là đẹp luôn. Cây thì bây giờ nó đang xuống lá như này đây. Và nó đang bắt đầu chuẩn bị đâm nụ nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà tròn thì cũng đang là mùa ra nụ của nó. Đấy, như ở vùng này thì nó chưa đâm nụ này. Đấy, cái này là đùi gà tròn Tây Bắc nhé các bạn. Đó, có những cây đang ra nụ ở đây. Đấy, đang đâm nụ này. Những cái nụ rất là dài rồi đây. Đó. Đấy, nó xuống hết lá rồi nó mới đâm nụ này. Đấy. Đó, rất là nhiều cây đang nụ luôn các bạn ạ. Đây này. Đây này. Ui trời, nụ này khá là dài rồi đây. Nụ này mà vận chuyển không cẩn thận, không đóng gói kỹ là nó cũng hay bị sứt cái đầu nụ này, là mất chơi hoa luôn mùa này. Đấy, có giá là 230.000 ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà hôm nay đã giới thiệu để chia sẻ cho mọi người. Giá chi tiết của từng loại em đã đề cập nhé các bạn nhé. Nên là các bạn đặt hàng hãy gọi điện cho chúng em, rồi chúng em sẽ gửi lan đi trong ngày cho các bạn. Hình thức gửi hàng là COD. Các bạn nhận hàng, thanh toán tiền hàng trực tiếp với bên giao hàng tận nơi cho các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn.